thì không biết cái đó là những xương qua đầu giò thì mình thấy là cái thứ hai trên 10 mm, cái thứ hai trên 10 mm mà không thấy được cái mặt. Và ví dụ như bây giờ sang còn thứ 6, thứ 7 này mà không có thứ nước mặt thì cái bình thường là còn thứ 5 mà có thứ nước mặt. Cho nên là thứ hai trên 18 mm mà không có phôi thai, cái trên 18 mm không có phôi thai. Xương qua thành bụng, đây là xương qua đầu giò thì nhanh thôi, xương qua thành bụng thì cần phải to hơn một tí nữa, tức là trên 20 mm mà không có túi nước mặt, bởi vì túi nước mặt nó rất là bé, cho nên xương qua thành qua đầu giò cả một tí thì anh nhìn thấy là có đến tầng thứ năm, thì anh nhìn thấy đầu tầng thứ năm thì thấy rồi, nhưng mà cái này cuối thì cái này nó cần phải to hơn, cái xương qua cái bên dưới như vậy, thế hoặc là cái dấu hiệu này quan trọng đấy. Xương đấy nhìn đo cái đồ dài, cái chiều dài đầu bông mà trên 5 mm mà không thấy có tim thai, hoặc là cái tuần trước nó đã có tim thai rồi mà tuần này xương lại không thấy có tim thai thì đấy là cái khả năng như đó. Nhưng tuy nhiên ấy, thì đây là những cái giai đoạn rất là sớm, nếu như mình thấy lần đầu mình xương như thế, mình thấy thế thì tốt nhất là nên hẹn 2-3 ngày sau hoặc tuần sau lại xương lại, để tránh cái trường hợp là giống như cái bệnh viện Khoái Châu, cái gì Châu này, cái gì Giang này, Đức Giang, được rồi mình oan tỏi lên cái vụ đấy, vì bác sĩ nội chú về bệnh viện theo cái diện thú nhân tài, thế xong rồi siêu âm thì bảo là đây là cháu đưa rồi, thai đưa rồi, nhưng mà đến lúc thì đi lên viện sản thì cái viện sản nó còn vẫn bình thường, đấy là bởi vì là nó bé quá, thế là mình nếu như cái máy móc của mình nó lại không tốt nữa chẳng hạn thì mình không nhìn thấy cái nhấp nháy đấy, nó cái tim thai nó chỉ có nhấp nháy, thế là mình không nhìn thấy cái đó. Hoặc là thứ hai nữa là mình nhìn siêu âm bằng cái mốt M hoặc là siêu âm tóc le, cái mình đặt cái M hoặc cái tóc le nó lại không đúng vào cái chỗ nhấp nháy thì nó thành một đường thẳng thôi, coi như là điện tim thành đường thẳng chết tử vong. Thế thì đây thì mình đặt cái mốt M cái nhấp nháy đây mình đặt nó bên cạnh này thì nó thành đường thẳng, nên mình cho là nó lưu thì mình lưu ý rằng những trường hợp nó nhỏ như thế đấy, cẩn thận cứ hẹn thêm 2-3 ngày sau, một tuần sau đến, bởi vì nó cũng chưa cái lưu nó mình đưa thành những công kết luận, nếu mà không người ta cũng tin nó mới thấy cái chỗ khác cũng là cái tổ thế là thế. Bởi vì đối diện với bệnh nhân mà bạn đã tham mưu được thực sự là nếu như mình chưa cứng lắm hoặc là còn trẻ quá nói chung về xã hội các thứ thì nó cũng khó, nhưng mình giải thích nhất là những người người ta rất là kỳ vọng, sau khi nói xong nó ngồi khùng lên hoặc là nếu mà lại không phải là lưu thì chưa dở đúng không? Nên là cái này là rất là cẩn thận. Đấy, cho nên là nếu như không thì chỉ sẽ cầm nắm nhau thì như vậy. Còn đây là những cái chất như thế này, là thai vào cái tuần thứ thường trên siêu âm là cái tuần thứ ba rưỡi là bắt đầu mình thấy rồi, nhưng mà nếu như nó có thể đo được trên siêu âm là tuần thứ 4 là mình bắt đầu đo được cái điều đường kính nhang của chúng ta. Đây cái tuần thứ 4 là như thế nào, bên trong nó không có thứ nước ngoài gì cả, không có cái dịch, xong xung quanh là có cái màn đệm hay cái màn nuôi xung quanh này do, xong tuần thứ 5 thì bắt đầu có thứ nước ngoài, đây như thế nào, đấy là một tiến trình bình thường đấy. Nên nếu như ở đây mà mình chưa thấy thứ nước ngoài thì bắt đầu mình nghi ngờ đấy, đúng không? Xong tuần thứ 6 là bắt đầu nó có cái phôi thai, và cái thứ nước ngoài nó gắn vào cái phôi thai như thế này. Nhưng mà nếu mà phôi ở đây, thứ nước ngoài ở đây thì cái đấy cũng là nghi ngờ mình đi. Và hai cái là cái
giống như là chúng ta làm cái phôi thai để gắn vào mình là đeo, mình đeo ba lô đấy, các bạn đi hình ảnh mình đeo ba lô đấy, còn hai cái nó làm ra xa nhau cũng là cái mà chúng tôi gợi ý là đi đấy. Thế hoặc là đấy nó to hơn, càng ngày càng to hơn, nếu mà như to như thế này chẳng hạn thì đánh giá cái vấn đề thai nó dễ rồi. Ví dụ như đây chẳng hạn, đây là đường kính của thứ hai thì mình đo lên đó, đường kính nó chỉ khoảng 5mm thôi, nhưng mà trên 10mm mà không tiêu thụ nước ngoài, có nghĩa là nó to gấp đôi như thế này mà không tiêu thụ nước ngoài thì là bạn cũng thai trộm, tức là cái đi. Thế mà cái tầm như thế này là cái chiều dài đầu mông của cái phôi thai nó chỉ khoảng 2-3mm thôi, cái này là tuần thứ 6 là cái thiên thai rồi, cuối tuần thứ 5 đầu tuần thứ 6 là có thiên thai rồi. Nhưng mà siêu âm đây mà vẫn chưa thấy có thiên thai thì phải nghi ngờ là rất có thể là có vấn đề. Đấy thì giống như bé như thế này, mình đặt cái mũ đem bờ ở đây chẳng hạn, mình đặt nó lên chặt ra ngoài là nó không thấy cái đường răng răng được đó, mình sẽ thấy là đường thảm hết ngắm nhiều cái thiên thai sớm. Cái thiên thai sớm thì cái nhịp của nó thường như mình do nhịp ở đây nó rất là chậm, đây nó chỉ khoảng 94 nhịp thôi. Nếu mà nếu mà cái này thì rõ là to thế này thì đây là 96 nhịp, cái này thì tôi nhầm. Thêm một cái kỹ thuật nữa là mình dùng cái đông đa, mình đông đa này mình phổ màu vào, phổ màu vào mà mình dùng đến cái đông đa năng lượng là cái đông đa đẹp nhất. Cái đông đa năng lượng nó chỉ có một màu như này, vàng vàng và đỏ này, đấy là đông đa năng lượng. Thì đông đa năng lượng nó rất là nhạy cái dòng chảy, thế mình dùng đông đa năng lượng mình phổ hết toàn bộ cái thai, cái thứ hai đây phổ hết thứ hai vào một phần của cơ tử cung. Nếu như mình thấy ở trong cái cơ tử cung nó có mạch đây, đây là cái tín hiệu của mạch ở trong cơ tử cung, nhưng mà trong thứ hai thì hoàn toàn không tín hiệu của mạch, tức là máu nó không vào được thai, không nghĩa là thai bị đứng được, nó giống như là chủ chết não. Nhưng một số bệnh nhân chết não rồi nhưng mà qua hồi sức người ta vẫn cho thở máy hả, thì cái nhiệt lượng nó vẫn cứ phập phồng này, nhưng mà mình chẳng chưa biết là bệnh nhân có chết hay không. Những bệnh nhân đó mà bây giờ cần phải xác minh xem bệnh nhân có chết hay không, đã chết chưa, nhiều khi nó liên quan pháp y. Nếu như mà ví dụ như là vào viện rồi chết rồi, hoặc là bây giờ nếu mà chết rồi thì bắt đầu cái thừa kế tài sản như thế là cái đấy là bắt đầu được đưa ra tòa chẳng hạn, nó ok chẳng hạn. Nhưng hoặc là như hôm trước là đại sứ quán Hàn Quốc họ có yêu cầu những trường hợp bị tiểu cái nào phải xác định xem chết não chưa, thì mới giúp ông thảo đổi đưa Hàn Quốc. Bởi vì những cái trường hợp như thế thì người ta phải chụp CT, chụp CT não mà có tiêm thuốc bản quang, tiêm thuốc bản quang, tiêm thuốc bản quang nó chỉ lên bên cạnh thôi, nó không vào trong mô não thì chứng tỏ cái não đã chết rồi. Thì cái này đến thực thi thế. Thế là bây giờ mình thấy dòng chảy nó chỉ ở cơ tử cung mà nó không vào trong thai, có nghĩa là người ta phải đưa. Thế còn nếu như không có gì, mình thấy này, máu nó thể chảy bên trong cũng này. Đó, thì đấy là mình dùng đông đa năng lượng. Ở đây mỗi em bò này đi qua đây nó là các đường thẳng, không có thấy có cái gợn chỗ nào đó. Đó, đấy là thai bên. Còn ở đây thai to, trống, bên trong chẳng có thuốc nó ngoài, chẳng có thai, chẳng có mỗi cái gì. Thì đấy là thai trống. Đó, đây như thế, em chỉ ở đây mình phổ màu vào đây, đấy, nó là có cơ của công việc có, nhưng mà trong thứ hai không có. Thì chỗ này mọi người cũng phải lưu ý rằng là khi mình phổ màu vào á, thì ở trong cơ thể cung, tức là mình siêu cho người mẹ ăn sống, người mẹ ăn sống thì trong cơ thể cung nó phải có nó. Thì có nghĩa là trên cái này nó phải có cái hình ảnh được hiện là có cái dòng chảy. Chứ nếu như trong này ấy, mà nó cũng không có dòng chảy đấy, thì có nghĩa là cái máy của mình là hỏng, cái chức năng cầu nó bị hỏng. Hoặc là do mình để cái phiêu tình nó cao quá, hoặc là do mình để cái gen nó sai, cho nên là nó tất cả nó đều không có bỏ, trong này nó vẫn có bỏ, mình lại tích nó nó không có bỏ, thì thế nào cũng là dương tính giả, là mình nhầm, nó cũng găng. Cho nên là chú ý là mình phải thể hiện là những cái chỗ này nó có bỏ bởi người mẹ người ta đang sống, cho nên là đương nhiên là chỗ này nó phải có bỏ, mà chỗ này không có thì nó mới có ý nghĩa. Nhất là thường mình xưa mình làm cái máy nhà xe của tiệm đấy, cái máy đấy là thường xuyên là nó không có màu như này, cho nên ai mà chưa kinh nghiệm đặt vào mặt hoặc là tắt mặt vì nó chẳng có tí dòng chảy ở bên trong cả, nhưng mà nó có việc phải tắt đâu, nếu như mình chỉnh cái gen chỉnh tất cả các cái thì nó là nghiêm trọng.
mình sẽ chú ý đó. Tức là thai to thì có thể thấy là họ cứ thai méo mó, bình thường nó tròn căng, nó bây giờ nó méo mó thì nó không tiêm thai, hoặc là thai nó nằm trong người không thì xoay được như thế. Thì cái lúc thì thấy cái thai mình xoay như thế thì thai đang nằm ra đây, tức là nó di động ở bên trong. Nhưng hoặc là chồng khớp sọ, nhưng mà thai to thì dễ, thai to thì thai của bọn cái cứ mạch máu nó theo cháo giữa thì mình vậy, khớp sọ thì mình thai dễ quá, nhất là những thai tầm thứ 6, thứ 7. Thai lưu đấy, cái bình thường mình lưu hình ca đô, bây giờ nó hai cái nó sạc rồi. Thế và cái hình như này là dần dần tình trạng của tình là phát triển tim thai thì luôn bình thường đấy, tim thai nó là trong cái khoảng như này, nó là trong cái khoảng từ 100 đến khoảng 180, nên là cái nhìn tim thai bình thường, nhưng mà bây giờ nó không có tim thai trong cái khoảng đó. Thế thì bây giờ nó thấp hơn bình thường, ví dụ như này, cái tuổi của tim thai nó trung bình khoảng từ 20 chẳng hạn, cái tuổi của tim thai trung bình, cái số nhịp của tim thai trung bình khoảng từ 130 chẳng hạn, đến khoảng cỡ 150, 160 tầm này, ví dụ như vậy. Thế bây giờ ví dụ như này, chẳng hạn như nhịp nó quá chậm thì đấy là cái nguy cơ. Là những cái này thì cái này khó hơn tí này, nếu mà mọi người mà không nhớ thì mình giải với bạn thôi. Hãy để xem là bình thường. Thì ví dụ như cái tuần thai như thế, ví dụ như là cái thai đó khoảng độ mấy tuần rồi chẳng hạn, nhịp tim thai nó trên 30, lúc đấy là 145, 146, 150 rồi, bây giờ nó dưới 110 thì cái đấy nó có thể là suy tim thai đó. Nhưng mà cái đấy thì ok, thì so với bệnh thì chứ chắc chắn mình mới hết nữa. Hoặc là tim thai nó nhỏ hơn 80 thì bình thường nó trung bình khoảng 80, 180, nhưng mà 80 thì nó chỉ ở cái tuần thứ 6, sau đó nó bật tim nhanh, bật tim rất nhanh đến 175 ngay, 110, 120, 130, 140, 175 ngay, nên lên rất là nhanh. Cho nên đây trong trường hợp này chỉ có 70 lên một ngày, đấy thì thế nào nó còn dưới ở 80 nhá, nên nó suy tim thai. Còn nếu mà đã xảy thai thì nó cũng dễ hơn, thường là mình già nhiều bệnh nhân nói là có ra máu, mà cũng nhiều người cũng để ý lắm đâu. Thế thì mình sẽ xem bây giờ trong một tiểu phẫu nó rỗng xương chả thấy cái gì cả, đúng không? Đôi khi thì thấy còn cái dịch ở bên trong, cái kiểu người đang có kinh còn có cái dịch ở bên trong, nó kiểu thì nó mà cái bình mỏng thì đang dịch dịch dạ, thì có cái máu trong cái cạnh, trong cái máu còn trong cái phúc này, ý muốn nói là nó không vỡ ở trong cái bộ. Đó. Một số trường hợp là người ta thấy rằng người ta đúng là có cái dấu hiệu của có bầu rồi, nhưng mà như siêu âm mà thấy có dịch trong cái bộ thì có khi là trường hợp cũng vỡ mà. Xem cả xem trong cái bộ nó có gì hay không. Sang nguyên nhân thứ hai là do bông non. Do bông non hay là tụ dịch dĩ mạng rau hay là tụ dịch dĩ mạng đệm vân vân, thì nó cũng sẽ rất nhiều nguyên nhân, ví dụ do sang chấn, do rất nhiều thứ, chúng mọi thứ như cao huyết áp, sang chấn là sử dụng thuốc lá, mẹ lớn tuổi rồi thì bị các bệnh mãn tính và vân vân. Thế thì bình thường đây là bình thường như thế này, bình thường ấy thì cái túi thai này nó bao bọc xung quanh một cái màn nuôi, đây thì cái màn nuôi thì đây là cái màn nuôi hay cái màn đệm, nó dày như này, và giữa cái màn đệm này với cái cơ tử cung này nó không có cái gì ngăn cách, không có cái lớp dịch này. Thế bây giờ nó có tụ dịch dưới màn đệm, tụ dịch dưới màn nuôi này, nó có cái tụ dịch dưới cái màn này, thế thì nó chia ra làm chia bên kẻ bên hai bên đầu vuông góc với nhau, thì chia ra làm bốn cái góc, mỗi một cái là 25%. Nếu như mà tụ dịch mà dưới 25% thì nó không nguy hiểm, trên 50% thì là ở cái giới hạn nguy cơ cao, nguy cơ cao là mức độ sảy ấy, đó, nguy cơ cao có thể sảy. Đây ví dụ như thế này, cái này thì không biệt những cái khác. Đấy là tụ dịch thì nó có ba thể, là có thể là sau rau, có thể dưới rau, hoặc là ngay dưới cái màn nuôi dưới đây. Đấy, thì thế thì cái màn này đấy,
cái màng nuôi ý là cái màng nuôi trong cùng này, nhưng mà thường thì cái màng nuôi màng đệm trên xương thì mình không có phân biệt rõ hai cái màng đó. Ví dụ như đây, đây là nuôi dịch. Và bình thường đây là cái giữa cái màng này, màng đệm này và cái cơ tử cung này là hai cái nó cắm vào với nhau, nó không có cái lớp dịch nữa, nó cắt giữa hai cái. Còn đây nó có cái ngăn cách thì bây giờ sẽ chia ra một phần. Cái này nó khoảng 25%, cái này nó không nguy hiểm. Nhưng mà cũng đến thì mình không nguy hiểm, nhưng mà ngược lại ấy, thì đối với bác sĩ lâm sàng thì người ta sẽ phải hỏi rộng hơn là chẳng hạn như lần trước có bị sảy hay không. Nếu như lần trước bị sảy thì đây cũng là một dấu hiệu nguy cơ, thì có khi vẫn phải nhập viện, vẫn phải nằm vận động, vẫn phải điều trị tiết tố. Bởi vì không thì cơ bản là cái này nó máu sẽ tăng dần lên sao. Là người ta vẫn làm cái công việc đấy, mình không khuyến cáo người ta vẫn làm cái công việc nào mà nó có nguy cơ như thế thì nó cũng có thể hoàn toàn có thể tăng dần. Thế mà nếu như mình điều trị tốt hoặc là cái này nó không có nguy cơ nhiều, có những người thì thường là nếu như người ta không có tiền sử gì đặc biệt đấy thì vẫn khuyên người ta là vẫn có thể là đi sinh hoạt đi lại các bình thường, cũng nhẹ nhàng, tránh làm nó việc nặng hơn, làm văn phòng nó vẫn ổn, vẫn có thể đi làm được, không có mức độ bị nghỉ vân vân. Đấy, thì cái này dần cái thai nó lớn lên ấy, thì nó sẽ cái màng đệm này này, đây nó sẽ bám chắc hơn một cơ tử cung, nó sẽ thu hết cái dịch này và cái này nó sẽ hết. Đa phần thì mình gặp các cái trường hợp là nó cái này nó sẽ bám còn chắc hơn và nó sẽ hết. Đa phần trên lâm sàng là gặp như thế. Thế còn trong những cái trường hợp nó nặng hơn như thế này ấy, nó bắt đầu nguy cơ cao hơn rồi, cái này nó đi 50% rồi. Đấy. Nếu nó nóc tiếp thì nó nguy cơ, nhưng như cái này là nguy cơ cao, rất nhiều. Cái này nó nóc như tận đây này, thì nguy cơ sảy rất là cao, do bong bong. Những cái này thì nó có một phần máu ra, nó gây ra máu, thì cái này thì ra đây nó chính là máu, chính là máu. Máu tụ thì tùy theo cái tuổi của máu tụ. Ví dụ như là đây là máu đông này, máu mới này, máu vừa chảy. Chứ cái máu này đã chảy được một cái tuần, hai tuần rồi. Máu này nó đã chảy được khoảng 3-4 tuần. Đấy, tức là cái này nó có thể chảy nhiều đợt. Đấy, mỗi đợt nó dì dào một tí, nhất là những người mà liên quan đến máu chẳng hạn, hoặc là cái công việc người ta cứ tiếp tục cứ nguy cơ đấy, người ta cứ như thế thì cái máu tụ em nó vẫn cứ tiếp tục nó chảy. Và như vậy thì cái chỗ này đấy, cái thứ hai nó còn bám nó cứ cùng mỗi tí này thôi. Đấy, còn hầu hết cái nào nó to như này và cái này nó chèn ép vào đây thì khó lắm, rồi sẽ bị sảy thôi. Nhưng nó to như này thì khó chịu. Mình lưu ý một cái là tránh nhầm lẫn với cái này là cái tụ dịch sinh mạng nuôi, người ta tụ dịch sinh mạng đẹp nó hoặc là người nói là tụ dịch sinh mạng nuôi cũng sai, bởi vì đây đơn thuần ấy, đấy là cái mạng hối, cái mạng hối nó bao bọc xung quanh thứ hai thôi. Những cái mạng hối thì thường nó rất là mỏng, cái đường dò siêu mình đặt ở đây, sóng siêu nó phát xuống, nó phát vào cái mạng hối nó bằng nặng thì ở tại cái chỗ mà vuông góc với cái sóng siêu âm đó thì mình nhìn thấy, nhưng mà sóng siêu âm nó bật vào đây rồi nó xuống đây nó như kiểu mình đánh bia đây đánh đây thì nó bật vào đây thì cái đầu thì cái nó không về cái đầu dò, cho nên mình sẽ không thu được. Và bao giờ xuống mạng hối mình thấy nó khuyết một chỗ, nó không phải thủng mạng hối đâu đó. Và đấy là chẳng qua là cái chỗ đấy là cái đầu dò, cái sóng siêu âm nó đi song song với này cái màng đó, hoặc là đi gần song song tiếp tuyến thì mình sẽ không nhìn thấy, mình đi vuông góc mình đi nhìn thấy. Đấy thì lưu ý như vậy. Thứ hai nữa là cái màng hối mà bao giờ nó sẽ áp vào cái vùng lưng như thế này, cái vùng lưng thứ hai, nhưng nó sẽ chạy này, chạy vòng đi đâu đó mà nó sẽ chạy về nó áp vào cái vùng lưng. Và chính vì thế nên khi mình siêu âm cái chỗ mà cái khoảng sáng sâu gãy mà mình cũng phải cẩn thận rồi, mình không hành động cái màng hối. Đấy như vậy. Đây. Nên cái này ví dụ tụ máu như trong trường hợp này thì nguyên tắc là cái màng hối nó rất mỏng và nó sẽ khác ở vùng lưng, còn đây cái màng hối này nó gắn vào mấy bên dọc, như vậy thì đây không phải màng hối nữa, đây là màng đệm. Và như vậy thì đây này là tụ máu dính màng đệm, đúng nhỉ? Đấy, cái này là tụ máu dính màng đệm, bởi vì cái màng này ấy, nó chạy to càng ra ngoài mép nó càng dày lên và nó dày nó hòa và nó bên trong. Đấy, cái này thế, dày như hòa và quanh tâm. Thì đấy nó là tụ máu sinh mạng đấy. Và như vậy nếu như tụ máu lớn như thế này đấy, thì cái nguy cơ sảy rất là cao. Cái này là tụ máu sau rau, tức là ngay sau khi quanh tâm nó gọi là tụ máu sau rau thôi. Một nữa là triệu chứng. Triệu chứng thì cũng gây ra máu. Trên lâm sàng có sao biết, có đau bụng, có đau bụng,
Thế triệu chứng ấy, thì về mặt siêu âm thì triệu chứng rất là dễ siêu âm. Rất dễ là bởi vì là bình thường thì thụ thai như thế trong nó thụ ối màng ối thai nó do thai bây giờ trong có cái gì đó ngoài mấy cái nang như thế này qua là những cái nang to nhỏ không đều chi chít ở trong vùng tử cung. Và cái quan trọng ấy, là cái này không phải là số vấn đề là đánh giá giữa triệu chứng ở ai mà quan trọng là đánh giá giữa triệu chứng sau mình xem một phân biệt sau cái này có phải là triệu chứng ung thư do rồi vì nếu như triệu chứng thì người ta có thể mắc người ta có thể nặng nhưng nếu là ung thư do thì cắt toàn bộ tử cung và như thế có nghĩa là nói dấu trong hết với cái người phụ nữ này không thể sinh con được nhưng mà nên là cái điều quy định cái đó là cũng rất là quan trọng đương nhiên là người ta còn phải phụ thuộc nhiều thứ khác nữa người ta sẽ phải làm tế bào để vân vân nhưng mà cái xương rất có tác dụng cho người này định hướng thế mình định hướng là cái gì thì thứ nhất là mình sẽ thấy là các cái nhang này nó chỉ ở trong bụng tử cung thôi còn bên trong nước cơ tử cung này là hoàn toàn giảm cân đồng nhất hoàn toàn đồng nhất không có một cái nhang nào nhảy vào bên trong cơ tử cung cả và lại càng không có một cái nang nào nhảy ra ngoài cơ tử cung này nằm ở bên ngoài đã thì như thế có nghĩa là triệu chứng đây thế là các cái chứng này nó hoàn toàn nằm bên trong cơ tử cung và giữa cái chứng này đây bên trong có cái nước nội mạc tử cung nó vẫn còn hơi tăng lên và nếu như không nhìn thấy cái nước nội mạc này thì cũng không sao cả nhưng mà các cái chứng này nó không nằm bên trong cơ tử cung thì đấy là cái triệu chứng trong mình có biết của mình dùng cái mình. Và thêm một cái nữa là mình sẽ thấy cái buồng trứng hai bên nó bị quá phát, nó bị tăng kích thích. Nó bị cái bê đá thì nó tăng, cho nên nó làm cái buồng trứng to đùng hơn. Chiều âm 5-7-10cm, trứng quá phát. Thì đấy là triệu chứng bằng toàn phần. Còn triệu chứng bán phần thì nó khó hơn. Triệu chứng bán phần thì mình sẽ thấy là nó vẫn có thai. Và nó vẫn có cái uống. Nhưng mà bên trong cái bánh rau đó thì nó có thể có những cái nang. Đây cái này thì mình không rõ ràng lắm nhưng bên trong này nó rất nhiều các cái nang ở bên trong cái bánh rau. Và cái bánh rau nó to hơn bình thường, nó to hơn rất nhiều. Nó to đến mức độ nó có thể đè ép vào cái thai. Người ta có cái thai là thai thì thường trong tình trạng suy thai hoặc là thai đã lưu rồi. Suy thai hoặc là thai đã lưu rồi. Còn cái bánh rau thì rất là to, chè ép. Và bên trong cái bánh rau đó thì nó không đều nhất và có nhiều các cái nhang to nó không đều trong bánh rau thì thực ra đây chính là các cái trứng nó bán phần trong phần trứng gọi là rau trứng đấy thì còn cái mùn trứng này thì nó cũng bị tăng kích thích nó cũng bị to ra để cái da dây nó tăng cao thì cái mà mình phân biệt đấy là ung thư rau thì các cái nhang này nó vào trong cái cơ tử cung và trong cái cơ tử cung như thế này nên là trên siêu âm còn lên sàng thì cũng thấy là thường là sau các cái nạn hút các thứ cái nữa là khi mình phổ mồ vào ấy, thì nó tăng sinh mạch rất là nhiều nó tăng sinh mạch nhiều và như vậy là cái này các cái chứng này nó xâm lấn vào trong cái cơ và nó vì nó là ung thư cho nên là bao giờ nó cũng phát triển nhanh nó cần cái lượng máu nhiều như bây giờ mà nó sẽ rất mạnh đấy, cái này thế mình thấy cái cơ tử cung ở đây nó không có những cái chỗ này ấy, thì cơ tử cung là tốt này, một chỗ này là không tốt nữa rồi, một chỗ này là không tốt nữa rồi, đó. Như vậy, đấy hoặc là cái này nó xâm lấn ra tận bên ngoài, cái này nó có thể di căn lên não, người ung thư rồi, đấy ví dụ như này, mình mô tả lại là triệu chứng toàn phần đấy, thì triệu chứng toàn phần, các cái chứng này hoàn toàn là bên trong tử cung. Còn triệu chứng bán phần là nó nằm ở bên trong bánh rau thì thai có thể là suy hoặc là lưu ở đây mức độ bánh rau là to cái đặc biệt có nghĩa là ung thư rau thì các triệu chứng này nó xâm lấn vào trong cái cơ nó có thể di căn lên phổ di căn lên não xâm lấn ở xung quanh mà cái nữa là cái bánh rau nó bám thấp hoặc là rau thịt đạo thì nó cũng gây ra cái da máu bởi vì là do cái bánh rau và cái lớp cơ tử cung này hai cái nó lớn lên cũng không như nhau và cái lỗ này nó có thể gây ra máu qua cái lớp cơ tử cung thế thì trước 28 tuần ấy thì người ta dựa vào cái nếp trên của cái bánh rau á để xem cái bánh rau nó có nguy cơ hay không
Thế nhưng mà nó phụ thuộc vào dao bám mặt trước và dao bám mặt sau. Nếu là dao bám mặt trước và cái mép trên của cái dao với góc 1/4 sau dưới thì không có nguy cơ, còn sau trước trên thì có nguy cơ, hoặc là nhưng mà trước dưới thì nguy cơ rất cao là cái dao này có thể là dao tiền đạo. Thế còn nếu như một cái dao mà sau 28 tuần, sau 28 tuần thì người ta không tính cái mép trên mình nữa, mà người ta tính cái mép dưới. Đấy thì là sau 28 tuần thì cái dao nó không còn di động mấy, nó không di chuyển. Đấy, cho nên là đánh giá luôn cái mép dưới cho nhanh, nó chính xác hơn. Thế thì cái mép dưới này, nếu như mà cái bên dao này nó bám sát vào cái lỗ trong của tử cung thì đấy gọi là dao bám thấp. Tức là cách cái lỗ trong của tử cung khoảng dưới 2 cm thì đấy là dao bám thấp. Thế còn nếu như nó bám đến lỗ trong của tử cung thì đấy gọi là dao bám mép. Và nếu như nó bắt ngang trên kia thì đấy là dao trung tâm này, dao tiền đạo. Và đây ví dụ mình đo từ bên mép dưới này đến lỗ trong của tử cung 1.4 cm thôi, chứng tỏ cái này là dao thấp. Đây còn bắt ngang sang kia thì không có rồi. Một cái nữa là dao cài răng lược. Dao cài răng lược thì bình thường ấy là giữa cái đánh sau và cái màng đệm thì nó còn cách cái cơ tử cung bởi một cái màng nữa là màng rung. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì trên siêu âm thì mình không nhìn thấy cái màng đó. Nhưng mà có nghĩa là hai cái nó cũng tương đối cách biệt nhau một chút. Tương đối cách biệt nhau một chút ở cái màng cùng này. Nhưng mà trên siêu âm mình không nhìn thấy đâu. Nó màng dính. Cái màng rộng nó có tác dụng này. Sau này đến cái lúc mà sinh đẻ đẻ ra thì cái màng rộng nó co lại, ngắt mặt máu ở đấy và cái màng rộng nó sẽ bong khỏi cái cơ tử cung. Thì toàn bộ tất cả những cái này nó sẽ bong khỏi. Thế bây giờ cái bánh rau đấy nó lại phát triển qua cái màng rộng đó, nó phát triển qua cái màng rộng tùy từng mức độ phát triển qua mà nó là cái mức độ nặng hay nhẹ của cái rau cải răng lược. Nếu ví dụ như phát triển qua mức độ này chẳng hạn, nó phát triển qua màng rộng, qua cơ tử cung, xâm lấn cái cơ quan xung quanh thì đấy là mức độ rất là nặng. Đó. Ví dụ như này, đây bình thường là cái bên trong đây, nếu nó cơ tử cung này thì cái bờ ngoài bên trong nó tương đối đều, đều. Mà hai cái nó có cái sự cách biệt, nhất là cái bên trong bây giờ nó tăng lên, cái cơ thì cũng như giảm hơn một chút, mình sẽ thấy là có cái sự phân biệt giữa hai cái. Nhưng mà ví dụ như cái trường hợp này là không phân biệt được. Cái này chưa rõ. Đây, ví dụ như cái này rất là rõ. Cái này đây là cái bên trong, cái của bên trong nó tăng lên đúng không? Thế thì bình thường ấy, tính ra nó phải làm cái vòng cung như thế này. Mà cái giảm âm này ấy, là cái cơ tử cung. Còn cái này là bên trong là hai cái ấy, nó phải tạo thành cái đường cong như thế này. Được. Thế bây giờ cái này ấy, thì nó bông bô nó vào đây. Nó vào đây, nó sang đây, nó vào đây. Nó bô vào đây, sang đây, nó bô đây. Đấy, tức là hai cái thì nó cài vào nhau. Thế gọi là sau cài sang được. Nó cài vào nhau mà cái cài này ấy, đây là mới cài lớp cơ. Nó có thể cài vào nó thành một qua. Thì cơ giờ đáy là một. Đấy, cái bệnh nhân này nặng có thể đá ra máu, nó cài phía đằng sau trực tràng có thể đi ngoài ra máu. Bởi vì cái này nó rất là giàu mạch cho nên là vì những cái đó không cả nhà chỉ có mỗi da máu ở chỗ da thôi mà nó còn các chỗ khác tùy theo mức độ. Một cái nữa là họ là eo cổ tử cung, vì những cái là họ eo cổ tử cung nó chảy ra máu. Ở eo cổ tử cung ấy thì bình thường đây là lỗ ngoài của tử cung, cái lỗ trong của tử cung thì cái này gọi là ống của tử cung. Ống của tử cung ấy thì khi mà có thai ấy, thì càng ngày cái thai càng to lên thì nó càng tăng kích thước lên và nó sẽ tăng kích thước được khoảng 3-4 cm tầm đó. Dưới 3 cm thì gọi là tử cung ngắn. Và tại sao nó lại ngắn thì tại vì cái chỗ này nó mở ra, cho nên lúc đó mình sẽ đo từ cái chỗ này bắt vào thì nó sẽ chưa được 3 cm. Thì dưới 3 cm là ở eo của tử cung. Đấy. Ví dụ như này, cái lỗ ngoài, cái lỗ trong thì mình đo nó được khoảng 3 cm. Đó. Nhưng mà đây lỗ ngoài, lỗ trong mình đo đây nó được khoảng 1.5 cm. Chứng tỏ đây ấy, thực tế đây nó không phải lỗ trong mà lỗ trong nó phải ở đây. Như vậy chỗ này nó hở.
Nó học quá thì mình mới bảo là học. Rồi tại cái lỗ trong cái chính là chỗ eo mà. Cái ống cổ tử cung này eo là dưới đến thân. Đó, thì cái đấy nó gọi là họ eo cổ tử cung. Đấy thì như cái này, một số trường hợp thì mình lưu ý rằng là nó có thể là tạo ra một cái âm tính rẻ. Tức là cái này đúng ra là có họ eo, nhưng mà vì là bệnh nhân cứ thế nào khi siêu âm thì bệnh nhân nằm bao giờ siêu âm bệnh nhân siêu âm thai mà siêu âm bệnh nhân đứng không? Đó. Nó bệnh nhân nằm thì hai cái này nó khép lại. Đấy, nhưng bệnh nhân có phải lúc nào người ta nằm đâu, người ta vừa rời khỏi cái giường siêu âm của mình là người ta đứng lên. Đó, thì chỗ này nó nằm bật lại. Và cho nên lúc đó thì người ta sẽ hơi ép, vừa siêu âm vừa đặt cái đầu dò vào cái chỗ này và cái tay kia mình hơi ép cái đáy tử cung một chút, nó gọi là nghiệm phát đè ép đáy tử cung. Thì cái chỗ này tức là mình dồn như thế này lên, cái này nó lại mọc ra thì thế nó vẫn là hở eo. À, cái này vẫn là hở eo và thậm chí là có một trường hợp hở thứ năm đây, cái này hở ra kiểu cái hở răng đấy, nó còn xa và chi và khi mà nó hở như này nhiều như này xa xa chi như này thì người ta phải đẩy chi lên, đẩy chi lên xong rồi người ta câu, người ta câu cái eo lại. Đấy, câu và cho cái này nó chặt lại, người ta đẩy hết cái này nữa. Đấy thì cái này chỉ câu lại như thế thì cái câu cái này nó lại chắc chắn. Lúc mổ, lúc đẻ thì mổ. Đấy là thành công.